làng tiên cá nhỏ trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng vua biển cả bà nội nàng và năm người chị mỗi người chỉ hơn kém nhau có một tuổi khi mỗi một nàng tiên cá được mười năm tuổi được phép bơi lên mặt nước để nhìn ngắm thế giới phía trên khi các chị nàng đủ tuổi mỗi người họ bơi lên mặt nước và khi trở về làng tiên cá lắng nghe một cách thèm thuồng những miêu tả của các chị nàng về mặt đất và loài người khi đến lượt làng tiên cá nhỏ nàng bơi lên mặt nước và thấy một con tàu với một hoàng tử đẹp trai và đem lòng yêu chàng từ ngoài xa một cơn bão lớn kéo đến và làng tiên cá cứu được chàng hoàng tử trước khi chàng chết đuối nàng mang hoàng tử còn đang mê man vào bờ gần một ngôi đền, nàng đợi ở đó đến khi một cô gái từ ngôi đền đi đến và tìm thấy chàng. Chàng hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ. Nàng tiên cá nhỏ hỏi bà nội nàng, nếu con người không chết đuối thì họ có bất tử không? Bà nội nàng giải thích rằng, tuổi thọ của con người ngắn hơn của loài tiên cá 300 năm, nhưng khi tiên cá chết, họ biến thành bột biển trong khi con người có một linh hồn bất diệt sống trên thiên đàng nàng tiên cá nhỏ ao ước có được chàng hoàng tử và một linh hồn bất diệt cuối cùng nàng tìm đến phủ thủy biển phủ thủy biển trao cho nàng một nọ thuốc để nàng có được đôi chân đổi lại nàng phải đưa nỗi của làng cho mụ vì nàng có một giọng hát mê hồn hay nhất trần gian tuy nhiên Phù thủ biển cảnh báo làng, một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển được nữa. Chất thuốc đó uống vào sẽ khiến làng cảm thấy như có một lưỡi kiếm xuyên qua người. Khi hồi phục, làng sẽ có một đôi chân tuyệt đẹp và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi bước đi sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến chân nàng chảy máu thêm vào đó làng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn nếu làng có được lụ hôn của tình yêu chân thật và nếu chàng hoàng tử yêu và cưới làng thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng khi chàng hoàng tử cưới một người con gái khác thì bình minh ngay ngày hôm sau trái tim làng tiên cá sẽ vỡ tan làng sẽ chết và tan biến thành bọt biển làng tiên cá nhỏ uống thuốc và gặp được hoàng tử. Chàng say đắm vẻ đẹp và sự duyên dáng của làng. Mặc dù làng bị câm, trên hết, chàng yêu thích điệu nhảy của làng. Nàng tiên cá nhảy múa vì chàng. Dù mỗi lần chân chạm đất, nàng như dẫm lên dao sắc. Khi cha hoàng tử yêu cầu, chàng cưới công chúa của vương quốc nắng giềng. Chàng hoàng tử nói với nàng tiên cá nhỏ là chàng sẽ không đồng ý. Bởi chàng không yêu công chúa, chàng còn nói chàng yêu người con gái của ngôi đền bên bờ biển mà chàng nghĩ là người đã cứu chàng nhưng hóa ra làng công chúa lại là người con gái của ngôi đền được gửi đến đó để học hành chàng hoàng tử yêu nàng công chúa nước nắng giềng và đám cưới được cử hành ngay sau đó hoàng tử và công chúa kết hôn trái tim của làng tiên cá nhỏ tan vỡ nàng nghĩ đến tất cả những thứ nàng đã từ bỏ những nỗi đau mà làng đã phải chịu đựng làng tuyệt vọng nghĩ rằng cái chết đang chờ đợi nàng nhưng trước khi bình minh đến các chị nàng mang cho làng một con dao mà phù thủy biển cho họ đổi bằng bộ tóc dài của các chị nàng nếu nàng tiên cá nhỏ đâm hoàng tử với con dao ấy mà để máu chàng chảy xuống chân làng thì nàng sẽ trở lại là tiên cá tất cả những nỗi đau nàng chịu đựng sẽ chấm dứt và nàng sẽ sống cho hết tuổi thọ của mình. Nàng tiên cá không thể giết chàng hoàng tử đang ở bên cô dâu của chàng vì chàng không hề biết sự thật. Khi bình minh đến, nàng gieo mình xuống biển, cơ thể nàng tan thành bọt biển. Nhưng thay vì thôi tồn tại, nàng cảm thấy được ánh mặt trời ấm áp. Nàng đã trở thành một linh hồn, một người con gái của không trung. Những người con gái khác nói với nàng rằng nàng trở thành người giống họ vì nàng đã cố gắng bằng tất cả tấm lòng vì một linh hồn bất diệt. Nàng sẽ có được một linh hồn của riêng nàng bằng cách nằm điều thiện trong 300 năm. Với mỗi một đứa trẻ ngoan, nàng tìm được thời hạn đó sẽ rút ngắn một năm. Và với mỗi một đứa trẻ hư hỏng, nàng sẽ khóc và mỗi giọt nước mắt sẽ thêm một tháng vào thời gian thử thách. Cuối cùng, làng sẽ bay vào vương quốc của Chúa. Vừa rồi các em đã được nghe câu ngọc kể toàn bộ câu chuyện nàng tiên cá. Tuy nhiên thầy không muốn kết thúc buồn như vậy, cho nên thầy nghĩ câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Sau khi nàng tiên cá bị tan thành bọt biển, nàng hóa thân thành một viên ngọc tuyệt đẹp. Một ngày nọ, bà lão tốt bụng sống ở gần biển nhặt được thấy viên ngọc quá xinh đẹp, bà không đỡ bán mà mang về nhà bầu bạn hàng ngày bà ra biển bắt cái tôm cái tép. Đến tối bà trở về, nhưng kỳ nạ thay, khi bà trở về, nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, cơm nước tươm tất, bà chỉ việc ăn thôi. Bà quyết tâm tìm ra xem có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy, bà giả vờ ra ngoài từ sáng sớm, nàng tiên cá biến ra từ viên ngọc, vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa hát, giọng hát của làng nghe thật là say mê lòng người. Bà lẻn vào nhà từ cửa sau, đập vỡ vỏ sò, đựng viên ngọc vậy là từ đó làng tiên cá sống với bà lão một ngày kia hoàng tử đi ngang qua ngôi nhà bé nhỏ của bà lão và làng tiên cá chàng nghe thấy giọng hát ngọt ngào bên trong ngôi nhà nhận ra ngay đó chính là người con gái chàng yêu đã cứu mình hoàng tử liền đưa làng trở về hoàng cung tổ chức lễ cưới và hai người sống với nhau hạnh phúc suốt đời các bạn có thích một kết thúc có hậu như vậy không hãy comment bên dưới video nhé video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau